Tam hoàng tử, mặt dày và có mối quan hệ tốt là có thể phát tài. Tài có tin không? Lão già, đừng lừa ta nhé, làm sao có thể chứ? Tam hoàng tử, đây là tử lâu nổi tiếng nhất ở thành Trường An. Phải biết là của ai không? Của ai? Nhìn tình hình này, chắc là của Trường Tôn Vô Kỵ. Nhưng nếu là tử lâu của Trường Tôn Vô Kỵ, thì Phong bà sẽ không dẫn ta đến đây. Vậy chắc là của Trình Giảo Kim hoặc Ngụy Trinh. Nhưng cũng không phải là của Ngụy Trinh, ông ta nghèo lắm. Vậy là của Trình Giảo Kim, Phong bà, ta đoán đúng không? Đúng vậy. Tam hoàng tử, ngài đoán đúng rồi. Lão Trần bái phục. Khi xây dựng tử lâu này, Trình Giảo Kim đã cho trẻ cướp lấy từ Trường Tôn Vô Kỵ, sau đó lại cướp thêm một số đầu bếp, rồi chạy đến trước mặt bệ hạ khóc lóc xin đầu bếp vự thiện. Cuối cùng, mỗi ngày lại lôi kéo các đồng nghiệp đến tử lâu ăn uống, bất kể người ta có đồng ý hay không. Vài tháng sau, danh tiếng của tử lâu Tứ Tiên đã lan rộng. À, đã học được rồi, thì ra còn có thể làm như vậy. Mặt dày và có mối quan hệ tốt thật sự có thể phát tài. Còn nữa không, Phong bá, còn chuyện phát tài nào như vậy nữa không? Tam hoàng tử, chúng ta vẫn nên nói về việc tổ chức giải đấu polo đi. Chúng ta nên chuẩn bị thế nào cho giải đấu polo? Chúng ta vẫn chưa công bố ra ngoài mà. Lịch trình cụ thể là gì? Phong bá, chúng ta tổ chức giải đấu polo cần bao nhiêu tiền? Cái này, bệ hạ chưa nói rõ. Cái quái gì chứ, Phong bá, với tình hình này mà còn muốn tổ chức giải đấu polo? Ta tổ chức giải đấu polo chắc chắn phải xây dựng một sân lớn đúng không? Không chỉ phải có sân đấu, mà còn cần có khán đài, khu vực nghỉ ngơi, tất cả đều tốn tiền, còn cần tuyển nhân lực nữa. Đào tạo ngoại chiến cũng tốn thêm một khoản lớn, sau đó còn phải quảng bá nữa. Tổng cộng sơ sơ cũng phải tốn ít nhất 1 triệu quan tiền. 1 triệu quan tiền, Tam hoàng tử, số tiền này quá nhiều rồi đấy. Ngài nói gì với ta? Nên nói chuyện này với phụ hoàng chứ. Hai người có thể thương lượng với nhau. Chúng ta là cùng một phe mà. Phong bá, mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Cố gắng tổ chức giải đấu polo thật. Ta chỉ muốn kiếm chút tiền thôi. Vậy nên ngài phải cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Hai cha con này chẳng có ai ra gì. Giao tất cả những việc rắc rối nhất cho ta. Lý Thế Dân không thể đối phó với Mao, nên giả vờ ngốc nghếch và bảo ta đi đàm phán với Mao. Mao không thể lấy tiền từ ví của Lý Thế Dân, nên bảo ta đi thương lượng với Lý Thế Dân. Haha, Phong bá, danh tiếng ta không cần, chỉ cần tiền. Tiền thuộc về ta, danh tiếng thuộc ta sẽ nói trước với ngài. Ngài đã thấy tin đồn hôm nay chưa? Hóa ra là ngài gây ra à? Đến cấp vào cổ phòng Huyền Linh, ta chẳng cần gì, chỉ cần danh tiếng thôi. Vậy thì ta phải cảm ơn Tam hoàng tử rồi. Tam hoàng tử, ngài yên tâm, Lão Trần chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Tam hoàng tử, ngài cứ ăn uống ở đây, Lão Trần sẽ đi tìm bệ hạ xin tiền ngay. Ngài không phải đã ra khỏi cung cùng sao lại trở về rồi? Tam hoàng tử vẫn đang ăn ở tử lâu Tứ Tiên. Lão Trần có việc gấp cần báo nên quay về, sau đó sẽ quay lại. Ý ngài là ngài đã để Mao lại một mình ngoài cung. Bệ hạ, ngài đã cử người theo dõi mà. Lão Trần không phải không biết đâu. Thôi được, ngài nói đây tin ta có chuyện gì. Ha ha, thôi được rồi, đừng liên thuyền nữa. Bệ hạ, ngài nên thay người khác đi. Lão Trần thực sự không làm được. Tam hoàng tử quá đáng lắm. Khả năng giả ngốc của Tam hoàng tử quá mạnh. Lão Trần thực sự không thể làm được. Cố gắng lên, ta tin tưởng vào ngài. Vấn đề gì cứ tìm ta. Vấn đề của Mao, ta cũng không còn biết. Nếu không thì đã không tìm ngài. Ngài đừng nghĩ đến việc thay người khác. Các điều kiện khác ta sẽ đáp ứng ngài. Bệ hạ, thực ra ta có một vấn đề. Vấn đề gì? Bệ hạ, ngài bảo Lão Thần tổ chức giải đấu polo nhưng lại không cấp tiền. Tam hoàng tử đã khó đối phó lắm rồi, giờ đây ngài còn không cấp tiền cho ta. Ta hoàn toàn không thể làm được, ha ha. Ta còn tưởng là việc gì quan trọng. Chỉ là vấn đề tiền thôi mà. Tiền này thực sự là chuyện nhỏ. Bệ hạ, Lão Thần đã tính toán rồi, 40 triệu quan là đủ rồi. Có vẻ là hợp lý đấy. 40 triệu quan là quá nhiều. Chúng ta chỉ cần làm thử nghiệm. Sao cần nhiều tiền như vậy? Vậy thì ta sẽ cấp cho ngài, sẽ đủ cho ngài sử dụng. Khi công bố cũng do ngài quản lý. Ta tin rằng ngài sẽ làm tốt. Ta đi ăn trưa đây, đừng để ta chờ lâu. Vậy chỉ có 10 triệu quan. Biết ngay mà, nên nghe theo ta có thể đòi 1 triệu quan luôn. Bệ hạ, đúng là kêu kiệt, chỉ cấp 10 triệu quan cho mình thôi. 10 triệu quan này còn không đủ cho Tam hoàng tử đâu. Chỉ có 10 triệu quan, không đủ cho Tam hoàng tử đâu. Ha ha. Ôi, Mao là người thế nào? Là người sở hữu thể chất thần kỳ, bị phản đón ngay. Bố, công tử, ngài có sao? Công tử, chuyện gì vậy? Ngươi gặp phải nhân vật truyền kỳ sao? Là con trai của hoa tộc bảo của mắt sao? Biết ta là ai không? Dám va vào ta, ta là xá lệnh vật, chú của ta là đương kim thánh thượng. Ngươi va vào ta sẽ không tính toán với ngươi. Ngươi phải quỳ xuống xin lỗi, ta mới tha thứ cho ngươi. Con cha ngươi đâu? Cha ta là Sái Thao, đại đô đốc Bình Xu. Sao? Sợ rồi à? Cha ngươi đâu? Mày đang chế nhạo ta à? Sao ngươi không nói gì nữa? Cha ngươi đâu? Có phải đã mất rồi không? Ôi, đứa trẻ tội nghiệp, cha mất rồi, dừng sót cho ngươi. Hừ, đánh hắn đi. Ha ha, tiểu tử, người đã đắc tội với người không nên đắc tội. Người chết chắc rồi. Vậy các người biết cha ta là ai không? Ha ha, ở thành Trường An, ta quen biết tất cả các nhân vật nổi bật. Chưa từng thấy ngươi, em rằng cha ngươi chỉ là một tên tiểu quan thôi. Đánh hắn đi. Hừ, cha ta là Phương Hiền Lấy, đại thân của triều đình, sẽ lệnh vật, dạy cho ngươi thể cha ta đối đầu với cha ta.
Ha ha, cha ngươi là Phương Yên Linh à? Ngươi đang đùa à? Phương Yên Linh chỉ có hai người con, một người làm quan bên ngoài, còn một người là Phương Y, ta cũng biết hẳn. Bao giờ có thêm con trai nào khác chứ? Xem thường ai vậy? Làm con ngoài giả thủ có sao? Hôm nay cha ta dẫn ta đến Đoạn Tiên Lâu ăn cơm, mới vừa đi ra ngoài. Khi nào ông ấy về, ngươi sẽ chết chắc. Nếu ngươi hiện tại quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi. Đây không phải là lời thoại của ta sao? Ba người các ngươi có dám vào một sợi lông của ta không? Xem cha ta có trừng trị các ngươi không? Công tử, nếu thật sự là con ngoài giả thú của Phương Hiền Lính, thì chúng ta em rằng khó mà ra tay. Ba kẻ nhát gan, ngươi nói ngươi là con của Phương Hiền Lính, có bằng chứng gì không? Bao giờ Phương Hiền Lính có con ngoài giả thú? Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi xem bằng chứng. Bằng chứng đâu? Ngươi dám đánh ta, sao không dám đánh ngươi? Ta đã nói rồi, ta là con ngoài giả thú của Phương Hiền Lính. Vậy thì ta cũng không sợ ngươi. Dù sao cha ngươi đã chết, con cha ta còn sống, ngươi không thể đấu lại ta đâu. Bị tấn công từ sau lưng à? Ngươi quá đáng quá. Sao ngươi cứ phải tấn công từ sau lưng? Quá đáng lắm. Chẳng có gì cả. Quá đáng quá, ta sẽ đi báo với bệ hạ. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta sẽ khiến bệ hạ đánh ngươi một trận thật nặng. Nhanh, đưa ta đến cung điện. Sau khi Mao rời khỏi Đoạn Tiên Lâu, ở thành Trường An gặp một thầy bói. Cậu thiếu gia, ta thấy khí phú quý của cậu vươn thẳng lên trời, dự mệnh rất tốt. Ha ha ha, tốt đến mức nào? Thiếu gia, không bằng ngài thử một quẻ xem. Ta sẽ xem cho ngài, nhưng ta không có tiền. Chúc ngài đi đường bình an, không tiễn. Chỉ là bói toán thôi mà, mình cũng có thể tự bói, nhân tiện kiếm chút tiền mua đồ. Bói toán, miễn phí bói toán. Bói trước rồi trả tiền sau. Nếu không chính xác, không nên miễn phí. Ngay lập tức một đám người tụ tập lại. Đạo trưởng, thực sự miễn phí à? Bói trước rồi trả tiền, xem cho tôi một quẻ đi. Đạo trưởng, nếu chính xác, tôi nhất định sẽ trả tiền, xem cho tôi đi. Là hắn bói mà không lấy tiền. Không phải tôi lấy 3 văn tiền một lần. Thật thà không dối, đúng là vậy. Ê, sao mọi người đã đi hết rồi? Tiểu tử, ngươi thật sự biết bói toán à? Đúng vậy, bói toán của ngươi có đáng tin không? Ta là người của phái Viên Thiên Sư. Viên Thiên Sư đi trên danh giới cấm kỵ, nhìn thấu mệnh trời, dễ gặp phải của báo, nên nhiều người chưa từng nghe đến phái chúng tôi. Nhưng không sao cả, ta bói trước rồi nhận tiền sau. Nếu không chính xác, không lấy tiền. Sao cũng không lấy tiền, các ngươi còn nghi ngờ gì nữa? Cảm thấy chính xác rồi, cho tôi tiền là được. Dĩ nhiên, ta là thánh tử của phái Viên Thiên Sư, không có thể chống lại thiên tai. Vì vậy, sau khi bói xong nhận tiền, thực ra là giúp ngươi chống lại thiên tai. Nếu có ai chính xác mà cố tình không trả tiền, thì thiên tai đó ngươi chỉ có thể tự chịu. Vậy có người muốn thử không? Bói miễn phí một quẻ. Tôi đến đây.